chi rất là tuyệt, rất hấp dẫn. Khắp người tỏa ra mùi thu hút, khiến cho đàn ông không thể kháng cự. Người phụ nữ giống như chị không nên thuộc về nơi này. Thế giới đèn màu rượu đỏ đang kêu gọi chị, đang chờ đợi chị. Đám người đó cũng đang chờ chị, chờ đưa phần của chị cho chị. Chỉ cần chị cho tôi biết là họ đang ở đâu thì chị sẽ không sao. Chị sẽ không sao. Hãy tin tôi. Bây giờ thứ chị mất chẳng qua chỉ là vật ngoài thân. Ngược lại thứ chị có được chính là tự do. Thế giới rực rỡ xanh đỏ đang chờ đợi chị. Đừng bao giờ từ bỏ cơ hội lần này. Tôi xin chị, tôi chưa bao giờ say mê đèn màu rượu đỏ. Tôi chỉ muốn có một tình yêu. Thật sự rất khó để không yêu chị. Chị gái, chỉ cần chị nói cho tôi biết họ đang ở đâu thì tôi có thể làm mọi chuyện cho chị. Tôi rất muốn biết họ đang ở đâu, nhưng thực tình là tôi không biết. Vậy là chị không chịu tin tưởng tôi rồi. Không, bởi vì cậu quá kém cỏi, không đủ thu hút hứng thú của tôi. Thôi, tôi cho chị hay, tôi không biết chắc là tôi sẽ làm ra chuyện gì. Chị không để tôi báo cáo kết quả thì tôi sẽ không để chị yên. Đồ ham chơi, sau này hơn 10 giờ là không được tới thăm đâu đó. Mở cửa đi mà. Để tôi mở cửa. Đứng yên. Người nào dám cử động, tôi sẽ bắn chết cô ấy. Làm cái gì mà lề mề chậm chạp vậy? Mấy hôm nay em cứ liên tục bị mất ngủ. Em muốn ra ngoài dạo dài vòng cho thoải mái tinh thần. Cũng được. Bên ngoài lạnh lắm, nhớ khoác áo vào. Ngoan. Em đi đó. Thank you.
phần của tôi và mẹ Mai đều ở đây. Nếu cô thắng thì sẽ lấy đồ đi. Lại quề nhau. Chúng ta lúc nào cũng vậy mà. Đúng chứ? Làm lại một lần nữa. Không. Giết tôi đi. Sao chứ? Tôi chỉ có một yêu cầu. Mang xác của tôi đi. Làm vậy không công bằng. Cô truy sát tội phạm đào tẩu, bất chấp thủ đoạn có sao đâu. Nhưng tôi có nguyên tắc của mình. Lúc nãy cô nói sai rồi. Tôi có thắng thì cũng không giấu được sự thật. Cô tìm được tôi thì người khác cũng tìm được. Tôi tham sống sợ chết thì chỉ liên lụy tới Tư Lệnh Ngô. Tôi thật sự không muốn như vậy. Thật sự không muốn. Phu nhân bị bệnh rồi, đi khám bác sĩ. Báo cáo, ai ngồi trong xe đó? Phu nhân bệnh rồi, phải đi bác sĩ. Phu nhân bị bệnh à? Sao lại dùng xe của sở cơ vụ vậy? Đuổi theo. Hà Du Chân, em làm gì vậy? Hả? Em có biết làm như vậy nguy hiểm lắm hay không? Tại sao không cho anh đi cùng? Tại sao lại cứu em? Lẽ ra chúng ta phải như hình với bóng, như hình với bóng với đảng cách mạng sao? Anh nói cho em biết, nếu hai chúng ta ở bên cạnh nhau, Mai Chủ Hương sẽ không chết. Nếu để cho đảng cách mạng cứu, tôi thà giết chết cô ta còn hơn. Hà Du Chân, Tôn Tiêu Sinh liên kết nước Nga đạt được cuộc diễn chinh phương Bắc, hai đảng hợp tác sẽ giúp kháng chiến có cơ sở thắng lợi. Em nói chúng ta nên như hình với bóng hay là thù ghét lẫn nhau đây? Đúng, nguy hiểm lắm. Nếu không phải là Mai Chủ Hương nghĩ cho tình yêu của cô ấy, em có thể đã không trở về được.
Ý em muốn nói gì? Cô ấy đạt được thứ mà cô ấy muốn, chết cũng không hối hận. Còn em thì lại sống trong cảm giác bối rối. Được rồi, đừng nói nữa. Ngày mai anh thông báo cho trạm địa phương tới đây lấy hàng, tùy anh. Du Chân, bây giờ em không muốn nghe điều gì hết. Kiểm tra nhà. Xảy ra chuyện gì vậy? Đây là công tác đề phòng chuyện không hay xảy ra. Đăng ký nhân khẩu và vật quý giá. Xin phối hợp. Được rồi, không vấn đề gì. Ông định đi đâu xa sao? Về quê thăm con trai và con dâu. Ông mới tới đây không lâu lại đi rồi, vậy là sao? Thì tôi tới tiền trạm tìm hiểu kỹ rồi, nên tôi nhanh chóng về đón tụi nó lên. Tụi nhỏ được học hành, đến thành phố thì mới ngóc đầu lên được. Cậu thấy đúng không? Được, vậy nhanh thôi. Được, được rồi. Trong nhà không có vật gì quý giá chứ? Nhà vừa mới thuê, không có gì quý giá cả. Tôi thấy lạ quá. Đứa bé nhỏ như vậy, cha mẹ của đứa nhỏ yên tâm giao cho ông nuôi sao? Chuyện này nói ra đúng là mất mặt quá đi. Con trai tôi không ra gì, suốt ngày nó cứ ăn không ngồi rồi, nên tôi ẵm đứa nhỏ đi, ép tụi nó lên thành phố đi tìm việc làm. Mọi chuyện là như vậy. Chỉ sợ hai người trẻ không có con cái quấy rầy càng sống sung sướng, cho nên tôi mới vội vàng trở về coi sao đó. Được rồi, tôi đến nhà khác kiểm tra đây. Đi thông thả. Ông có một đứa cháu làm việc ở hãng Tây có phải không? Đúng vậy, đi làm rồi. Đi đây. Bảo vật ở đâu? Cầm cái rương đi theo tôi. Sao vậy? Cột sống gãy rồi. Cô mặc kệ tôi, mau đi đi. Ôi chết tôi rồi, con đường này sắp phong tỏa rồi. Cô dẫn tôi theo thì không ai đi được hết. Đi mau lên, cô tránh ra đi. Nếu không đi được thì tiểu lượng tính sao đây chứ? Không phải là cô tới truy sát hay sao? Cô cứu tôi làm cái gì? Nhiệm vụ tôi đã thay đổi rồi. Du Chân, con người không thể đối đầu với vận mệnh. Tôi đã làm sai, không thể thực hiện ước mơ của tôi, cho thấy tôi không có số hưởng cuộc sống an nhàn. Cô đưa đứa nhỏ đi. Cả đời này tôi không có vợ con, không có gì cả. Những ngày sống ở trấn Bá Hạ, tôi thật sự quá hạnh phúc. Tôi không nên tham lam, muốn có hạnh phúc đến cuối đời, cho nên mới ra nông nổi như vậy. Du Chân à, hãy gọi cha lần nữa. Cha. Đi đi. Du Chân, đường phía trước phong tỏa rồi, bên này. Thank you.
Nè, ở bên đây, phong tỏa con đường đi, không cho ai được đi lại tự do. Làm sao đây, làm sao đây, còn làm được gì nữa, hả? Cô giỏi lắm đó, cô thực sự quá giỏi rồi. Cô còn dám ôm con chạy nữa, may là tôi đuổi kịp cô đó. Anh nói cái gì hả? Anh đưa gái về nhà, tôi còn ở nhà được hay sao? Với bộ dạng này của cô, tôi không đi tìm người khác được sao? Nhìn mặt của cô đi, nhìn mặt của cô đi, anh còn dám nói nữa hay sao? Cô câm miệng lại đi. Ở đây là lỗi ôm sầm gì vậy? Trưởng quan à, trưởng quan, cô ta bắt cóc con của tôi đó. Khốn kiếp, hai vợ chồng của anh ra nông nỗi như vậy, anh cũng không phải là thứ tốt lành gì. Trưởng quan à, nghe tôi nói đi, anh nhìn đi, anh nhìn bộ dạng dữ dằn của cô ta xem. Làm sao tôi, anh không biết xấu hổ sao? Cô dám chửi tôi à? Anh đã đưa gái về nhà, anh còn dám nói tôi hay sao chứ? Còn dám chửi tôi sao? Cô nhìn cô đi, hả? Tôi không đi tìm người khác được sao? Cô nhìn bộ dạng của cô đi, là lỗi ôm sợm gì? Không thấy tôi đang thực hiện nhiệm vụ sao? Cút mau đi. Trưởng quan à, dạ, đi, theo tôi về nhà, mau lên, tôi không về nhà. Mau lên, theo tôi về nhà. Nè, trưởng quan à, trưởng quan, tôi đuổi theo cô ấy đã. Tôn sẹo lớn. Các người đã tới rồi hả? Tuệ Lan, đừng như vậy. Được chết cùng nhau, xứng đáng rồi. Đứng dậy đi. Đứng dậy. Đều ở đây. Xăng. Lý Tòng Văn, anh gạt chúng tôi. Anh bình tĩnh đi. Ra bên ngoài xem. Đi. Tôi đã chuẩn bị chiếc thuyền đó cho hai người. Người trên thuyền sẽ đưa hai người tới nơi cần tới. Những lời không hay tôi nói trước, hai người không được giở trò gì. Nếu không họ sẽ không kết sáo với hai người. Tòng Văn, anh yên tâm đi, tôi và Tuệ Lan là người hiểu chuyện, biết sự việc một khi bị phát hiện thì không còn đường lui. Đảng Cách mạng Dân nghĩa rộng lượng cho chúng tôi cơ hội như vậy, chúng tôi sẽ trân trọng. Hai người cởi đồ ra, sau đó khoác cho người rơm thì có thể đi. Phải, nhanh lên một chút. Trước khi tới, tôi đã gửi mật điện cho cấp trên rồi. Vì không muốn họ nghi ngờ, tôi phải tạo ra hiện trường giết người lấy hàng. Bây giờ thời gian không còn nhiều, chỉ có 10 phút. Hai người vừa đi thì họ sẽ tới ngay. Được rồi, được, nhanh lên. Hàng đều ở đây, mau đưa đến trạm trung chuyển.
Giấy tờ. Đi. Lão Tiền phụ trách tàu sẽ nhanh chóng tới thôi. Được rồi, đứng nghiêng đó, nếu không sẽ bị bắn chết. Lấy súng ra và bỏ xuống đất. Lên xe kiểm tra. Lý Tòng Văn, trước đây Du Chân nói anh là đảng cách mạng, tôi nghĩ cô ấy bịa đặt nên không suy nghĩ gì về chuyện đó. Chị Dương, bất ngờ quá đi. Chị là người hay là ma vậy? Suýt chút tôi quên mất, những người ở trấn Bá Hạ làm chuyện khó hiểu, tôi không nên ngạc nhiên. Đây là đồng chí tôi tin tưởng nhất, một đồng chí tin đến mức có thể dựa dẫm. Anh là kẻ lừa gạt. Lừa gạt. Một đám lừa gạt. Kẻ lừa gạt đáng chết. Tiêu Nhạc, sáu năm. Anh đã gạt tôi 6 năm rồi. Kết quả tôi còn xem anh là chiến hữu. Tiêu Nhạc, họ giao hàng rồi, đâu cần phải đuổi cùng giết tận. Trước đây tôi còn chút thương xót, nhưng bây giờ thì hết rồi. Tất cả mọi người có chết tan xác cũng không đáng thương. Tiêu Nhạc, họ không muốn để bảo vật rơi vào tay của người Nhật, nên chúng ta mới có cơ hội. Tiêu Nhạc, có thể lấy lòng so lòng suy nghĩ được không? Có được không? Ngoài một số hàng vận chuyển đều là hành lý tùy thân, bây giờ có thể khẳng định rồi, trong quá trình chuyển giao đều là hàng thật. Tiêu Nhạc, Tiêu Nhạc, tôi đi với các người, tha cho họ đi được không? Tôi nghĩ là chuyện làm ăn này rất là hợp lý. Thả họ đi đi, nếu không thì tôi sẽ hủy hoại mình bất cứ lúc nào. Các người biết tôi có khả năng này mà. Thả chúng tôi ra ngoài, mau thả chúng tôi ra. Thả chúng tôi ra đi, mau thả chúng tôi ra. Thả chúng tôi ra ngoài đi, mau thả chúng tôi ra. Tiêu Nhạc,
Thả chúng tôi ra ngoài đi. Tôi lấy cá lớn, tôi cũng lấy luôn mạng của họ. Đây là nhiệm vụ. Hà Du Chân, chắc cô đã tiếp xúc với nhiều đảng cách mạng. Có cô, cho dù Lý Tòng Văn có chết đi chăng nữa thì chúng tôi vẫn còn có cô. Dưới sự giúp đỡ của cô sẽ có được một số thông tin để báo cáo. Còn 3 phút nữa bom sẽ nổ, cô tự chọn đi. Đi cùng với chúng tôi để lấy công chuộc tội, hay là ở lại đây chờ nổ chết cùng với họ. Hà Du Chân, cô chỉ là một người mê muội, còn cơ hội. Đã nghe rõ chưa? Cô còn cơ hội. Lấy cháo trong tay áo ra, qua đây đi cùng chúng tôi. Còn chưa tới 2 phút đó. Chị Dương, mau lên xe. Bỏ số xuống cho tôi. Bỏ số xuống. Bỏ súng xuống mau. Hà Du Chân, cô thực sự phản bội đúng hay không? Cô hãy nghĩ xem cả nhà cô đã chết như thế nào. Tiêu Nhạc, có 2 phiên bản, nhưng tôi tin phiên bản sau. Thả cô ấy ra đi, tôi để 2 người đi. Thả cô ấy ra, tôi để cho 2 người đi. Mở cửa ra mau. Cô là kẻ phản bội. Giết tôi đi. Nếu không, mấy người đi tới nơi nào cũng không thể sống yên. Tôi cho cô hay thư làng, tàn sát không ngăn được gì. Nếu không, nước ta sẽ không có kháng chiến. Thứ mà con người hướng tới không phải là cường quyền, mà là quang minh. Thận đã bị đập tơi bời mà còn dám nói nhiều sao? Đi thôi. Du Chân, là tôi. Chị Dương, khi nhìn thấy nhóm chị Dương xuất hiện trước mặt mình, trong lòng của Lý Tòng Văn dấy lên một niềm vui. Anh biết anh đã cứu được linh hồn của những người đi sai đường. Họ đã có niềm tin mới đối với cuộc sống và đối với tương lai.
để niềm tin này tiếp tục tồn tại trong trái tim họ và trong trái tim người dân cả nước. Anh sẵn sàng hy sinh tất cả. Tổng Văn, hãy dẫn dắt chúng tôi. Được, chị Dương. Đội áp giải sẽ tới theo sau. Quan sát tỉ mỉ tình hình xung quanh, đề phòng chuyện ngoài ý muốn. Rõ. Mùi dầu ở đâu ra vậy? Đứng yên. Nếu động đậy thì sẽ có kết quả ra sao? Trong lòng mấy người hiểu rõ. Đứng yên đi. Không được động đậy. Lý Tổng Văn nằm trong tay của chúng tôi rồi. Xuống xe đi. Từ đầu đã biết mọi người sẽ tìm đến đây ra tay, nên đã bỏ hàng vào trong nhà kho trước. Vẫn còn hai tên gian tế này. Một tiếng sau tàu sẽ tới. Sau đó đưa người và hàng cùng lên tàu. Đi, mau lên. Mau vào trong đi. Ngồi xuống đi, mau lên. Ngồi xuống, ngồi đi. Nhẹ tay thôi, nhẹ tay thôi. Ngồi yên đi. Chị Dương, đã qua thời gian giao hẹn từ lâu rồi. Giờ này không được nói chuyện xui xẻo. Tu Sẹo Lớn, tình hình bên đó sao rồi? Tổng Văn nói sau khi đi qua hai trạm gác Thành Tây sẽ để lại dấu vết cho chúng ta. Nhưng bây giờ không thấy gì hết. Nhóm Tổng Văn thất bại rồi. Tới chừng đó không thấy người thì chia ra đi. Giao hẹn giữa chúng ta với Tổng Văn còn tuân thủ không? Chúng ta sẽ bị giao cho tổ chức sao? Giao cho tổ chức à? Được vậy thì tốt quá rồi. Nếu không bị kẻ địch phục kích thì em sẽ tìm cơ hội xử anh. Em nói rồi, anh chỉ có thể chết trước mặt em. Đừng tưởng là em không làm được. Anh nhúc nhích cái gì? Em ngã đầu ra phía sau đi. Sao chứ? Ngã đầu ra phía sau đi. Nào, thêm nữa, một chút nữa đi. Anh đang làm cái gì vậy? Anh phải cắn đứt dây thừng. Hai người vốn rất tài giỏi, tới bây giờ lại quay về giống như thời Nguyên Thủy. Tiêu Nhạc, anh giống hệt với Thư Lan, đều là kẻ ngu. Thừa biết là tìm tới cái chết, tại sao lại phải xuất hiện? Cho dù chỉ có một tia hy vọng, tôi cũng sẽ không từ bỏ. Nhưng mà thực tình tôi không ngờ hai người lại ngu ngốc tới như vậy. Anh đã ẩn náu bên cạnh chúng tôi gần 7 năm. Đổi lại, lại thì họ cũng sẽ khinh sợ. Chẳng lẽ như vậy vẫn chưa đủ cấu thành lý do khiến tôi và Thư Lan kiên trì ý kiến của mình sao? Tôi giống hệt cho mọi người, chỉ muốn bảo vệ số kho báu đó. Trước sau chị hai đảng cũng sẽ tách ra. Vậy thì cuối cùng kho báu sẽ thuộc về ai? Im miệng đi.
Nếu như thực sự gặp bất trắc, thì đó là khí số của chúng tôi, khí số của quốc dân đảng. Nếu thực sự là như vậy, quả lựu đạn này hai người để dành xài đi. Có thể ra đi cùng người mình yêu thương cũng là một sự đáng quý khó kiếm. Tiêu Nhạc, Tiêu Nhạc, có đánh lén lên. Mắng chúng ta trúng mai phục rồi. Nào, ngã đầu xuống đi. Chị Chương, họ bị đánh lén thật rồi. Tiểu quỷ rất đông, tính sao đây? Chị Chương, chị nói gì đi. Chị Chương, nằm xuống. Anh quá vô dụng, anh quá vô dụng rồi. Sao bây giờ anh giống như tên bất tài quá vậy chứ? Tòng Văn à, đừng nói bản thân mình như vậy. Nếu không thể cứu vãn thì chúng ta cứ lặng lẽ chờ chết đi. Dù sao anh cũng đã cố gắng rồi, anh không còn trách nhiệm. Nhưng bây giờ anh không còn cơ hội cứu em nữa, đã bị nhốt ở trong này rồi. Anh đã cứu em rất nhiều, nếu không thì trái tim của em sẽ không nhìn thấy ánh sáng trong khoảnh khắc này.
Tông Văn, Du Chân, chị Chương. Chị Chương, chị đưa Chu Chân đi trước đi, để tôi đoạn hậu. Chỉ dựa vào một quả lựu đạn, một cây súng thì xông ra kiểu gì? Tôi phải canh chừng khoảng trống mới vào đây được. Bây giờ chúng ta không có gì hết. Còn nói tôi nghe đi, chúng ta xông ra kiểu gì đây? Tôi biết, chị đưa lựu đạn cho tôi chống cự được, được chưa? Nổ chết bản thân để tạo khoảng trống cho tụi em chứ gì. Anh chết rồi tụi em còn mặt mũi sống tiếp sao? Du Chân à, chỉ cần một người còn sống thì chúng ta sẽ có một tia hy vọng, em biết không? Đúng, còn sống là còn hy vọng. Cũng may là kho báu vẫn chưa bị kẻ địch phong tỏa, chúng ta vẫn còn có cơ hội. Nhưng mà tất cả chúng ta phải cùng nhau sống. Tổng Văn, không được liều lĩnh. Chúng ta phải rút ra khỏi chỗ này. Tiêu Nhạc, chắc chắn tôi sẽ không có kết cục tốt đẹp, nhưng tôi chấp nhận. Tôi phản bội tổ chức, phản bội đất nước, chính là để giết mấy người. Tôi giết sạch mấy người. Bây giờ anh đi chết chung với Nguyệt Không đi. Tiêu Nhạc, Tiêu Nhạc à, anh hãy tỉnh lại cho em.
Tiêu Nhạc, em xin lỗi, em không thể nào chết chung với anh. Có người bỏ trốn, mặc kệ cô ta, đi lấy kho báu, mau lên. Tôi nói cho mọi người nghe, lát nữa tôi sẽ ném lựu đạn này vào trong chậu hoa. Nếu nó nổ tạo thành một cái lỗ lớn thì đủ cho chúng ta trốn thoát. Tọa độ của căn nhà này là N059E043. Theo như quan sát của tôi khi đến đây thì cái bên chính là tuyến sông hình chữ L. Lát nữa sau khi chúng ta trốn ra ngoài thì mau chóng lặn xuống nước bỏ trốn. Phá cửa đi. Tiểu quỷ đang lục soát từng căn phòng, chúng ta phải hành động nhanh lên. Toàn là xác chết, đi. Ghi chép tình hình đánh cướp, quân ta hy sinh 12 người, thương tật 5 người, bị thương 18 người. Kẻ đầu hàng Thường Hổ chết, kẻ địch chết 27 người, gồm đặc công cấp cao Tiêu Nhạc, Hoa Quảng Âm, biệt danh Chị Chương, đặc công cấp cao Thư Lan bỏ trốn, đặc công cấp cao Lý Tồng Văn, Hà Du Chân mất tích. Toàn bộ kho báu Hoàng Lăng mà cái địch triều đình vận chuyển đã bị nổ tan tành.